Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Arab trên chương trình những dự án Crypto MMO ạ. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chút đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về sự kiện Arab từ dự án ChoiceSwap ạ. Để tham gia về sự kiện Arab này, mọi người có thể lên mình ở phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành giải mã cáp treo cho mình ạ. Trong sự kiện Arab này mọi người sẽ có 4.000 suất ạ. Mỗi suất sẽ nhận được 100 token choi ạ. Về 700 token choi thì anh cho top 300 người tiền rep ạ. Rồi sau đó mọi người bấm qua tên yêu để tiến hành làm nhiệm vụ ạ. Ở đây mọi người tiến hành làm nhiệm vụ cho group channel của dự án cho Telegram ạ. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành like và retweet bài post của dự án và can thiệp bạn bè. Là về can thiệp bạn bè của mình ạ. Rồi tiếp theo mọi người click vào submit data cho mình ạ. Đó nè. Mọi người tiến hành gửi profile lên Twitter của mình ạ. Đó nè. Rồi sau đó mọi người retweet thêm một bài post của dự án trên Twitter ạ. Yes ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ với web hàng của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask ạ. Lưu ý rằng địa chỉ ví BF2 nó khác ví BF20 nha mọi người, nên mọi người lưu ý kỹ ạ. Để chạy với biết hàng mình ạ. Rồi sau đó mọi người sẽ tải tiếp ạ. Rồi để nhận thêm phần thưởng sự kiện Arab này, mọi người có thể copy link mà bằng B hạ người thân của mình thành cho cùng ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.